Xin chào anh chị, em là Duyên. Thì hôm nay em sẽ báo giá chiếc Accent phiên bản đặc biệt này cho mọi người cùng biết nha. Dòng Accent này thì hiện tại đang phân phối cho mình gồm 4 phiên bản là 2 bản số sàn và 2 bản số tự động. Và trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phiên bản số tự động đặc biệt trước nha quý anh chị. Thì ở phiên bản này thì có những nổi bật như mình sẽ có được trang bị đèn mở rộng gốc lái, đèn nổ từ xa, có cửa sổ trời, cruise control, ghế da cao cấp và trang bị gương chống chó tự động. Mình sẽ có sẵn camera lùi và cảm biến lùi luôn nha. Về phần giá bán thì hiện tại chiếc Accent phiên bản số tự động đặc biệt này đang có giá niêm yết là 542.100.000 cho quý anh chị mình. Và giá đăng bánh tại Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây của mình thì đâu đó khoảng tầm 580-589 triệu nha quý anh chị. Nếu như mà anh chị nào muốn mua trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ vay cho mình tối đa 85% và thời gian vay là 8 năm và trả trước khoảng từ 145 triệu đến 171 triệu nha quý anh chị. Gốc và lãi của mình thì khoảng 8 triệu 100 trên tháng và theo dư nợ giảm dần, anh chị mình quan tâm đến hình thức nào thì vui lòng liên hệ với em để em hỗ trợ tư vấn nhóm ngân hàng phù hợp với điều kiện của mình nha. Chắc anh chị mình đang thắc mắc là khi mua xe qua hình thức ngân hàng á thì mình sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Thì khi mua xe qua hình thức hỗ trợ của ngân hàng á thì mình cần chuẩn bị như là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn. Và nếu anh chị mình có giấy phép kinh doanh, có hợp đồng lao động hoặc có bảng lương thì càng dễ vay hơn nha. Về chính sách bảo hành bảo dưỡng thì khi mua xe quý anh chị sẽ được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước nha. Khi mua xe tại Hyundai Tayo, quý khách hàng đến bảo dưỡng lần đầu 1.000 km hoặc 1 tháng tùy điều kiện nào đến trước thì sẽ được miễn phí tiền công bảo dưỡng cho mình luôn nha. Và chỉ có tại Hyundai Tayo của em thôi nha quý anh chị. Đối với chiếc Accent phiên bản đặc biệt này thì trong tháng 9 này khi quý anh chị đến mua xe tại Hyundai Tayo, mình sẽ được giảm tiền mặt nè, được tặng gói phụ kiện chính hãng và tặng bảo hiểm thân xe cho mình luôn nha. Và quý anh chị mình muốn biết chương trình khuyến mãi cụ thể như thế nào thì anh chị vui lòng liên hệ với em Duyên qua số điện thoại 0788717673 để em tư vấn rõ hơn cho mình nha. Đối với dòng xe Accent phiên bản số tự động đặc biệt này thì mình sẽ gồm nhiều màu như trắng, bạc, đỏ, vàng cát, ghi vàng và đen. Hiện tại thì đang có sẵn màu đỏ, trắng, đen giao xe ngay cho mình luôn nha. Khi đến trực tiếp showroom thì bên em sẽ có xe lái thử để cho anh chị mình lái cảm nhận xe nha. Thì anh chị đến showroom vui lòng liên hệ gọi trước cho em Duyên. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý anh chị. Nếu mọi người thấy video bổ ích hãy cho em xin một like và một lượt sub. Đừng quên comment những dòng xe mình đang quan tâm. Em sẽ làm video báo giá review đến quý anh chị. Em Duyên xin chào và hẹn gặp lại.